cụ bà Chánh Ngọc được vãng sinh miền Tây Phương tịnh độ. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chư tăng ni và nam nữ phật tử sẽ cử hành lễ liên quan theo chương trình. Trước hết là chư tôn đức tăng ni hiệp cùng nam nữ phật tử tụng thời kinh cầu nguyện ngắn. Sau khi tụng kinh xong, ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Viên sẽ thay mặt chư tăng ni có bài Ai Điếu. Và sau bài Ai Điếu của ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Viên là lời cảm tạ của tăng gia hiếu quý. Sau lời cảm tạ của tăng gia hiếu quý là chuẩn bị lễ di quan. Theo nghi thức lễ di quan thì tỉnh chư tôn đức ra phía trước ở ngoài đường và mời đạo tỳ vào bái quan trượt lên sàn, và chư tôn đức tăng ni tiếp dẫn hương linh tiến về Tịnh Xá Ngọc Nguyên và theo lộ trình đi ra đường đến chùa Phước Thạnh. Và tại đó thì linh cữu được đưa lên xe tăng và quý Phật tử chuyển đưa đồng lên xe. Và lời sau cùng của gia đình là cảm tạ quý bà con cô bác đã nhiệt tình để đưa linh cữu đến đài quả táng. Đó là chương trình lễ di quan sáng hôm nay. Vào giờ phút này, thành tâm cung thỉnh chư tôn đức tăng ni mời nam nữ phật tử đồng hướng về hình ảnh đức Phật A Di Đà để nhất tâm hộ niệm, chuyển kinh cầu nguyện cho cụ bà được sớm đăng quang viên Phật quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên khỏi hương này xin Phật ngự chứng minh đệ tử thất lòng thành. Chính tháng 8 năm Bính Tuất là ngày tiễn đưa nhục thân Phật tử nguyện thị nghiêm pháp danh Chánh Ngọc đến đài Hòa Tăng. Đệ tử chung đăng cung đối Phật tiền trì tụng kinh cầu siêu cập thử công đức niệm Phật. Nguyện thầm phương thường trú tam bảo đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật từ bi phóng quang tiên ngọc long chung ngày 26 tháng 8 năm Bính Tuất thọ mạng 88 tuổi, nghe được kinh này xả bao quan trái tiêu trừ chướng nghiệp, phát tâm niệm Phật dứt hẳn đường ác, liền được vãng sinh về miền Tây Phương tịnh độ. Xin hướng trên chư Phật chứng minh. Lễ Phật kính lạy Phật từ bi cứu thế đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Lễ Phật kính Thank you.
rồi. Hồn về cực lạc say xưa pháp màu, nguyện cho hết thảy đâu đâu ba đường sao nẻo đồng cầu, nguyện sinh phổ nguyện thập loại hàm linh thảy đều cộng hưởng nghe kinh thoát nạn. Nam mô A Di Đà Phật, từ A Quy A Phật cầu cho hiểu rõ đạo lành pháp lòng vô thường. Từ A Quy A Phật cầu cho chúng sanh kinh lực hiểu rành trí huệ. Cung thỉnh đi sư trụ trì tịnh xá vua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, chư đại đức tăng, kính bạch ni trưởng và quý sư cô. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Mô Phật. Kính thưa toàn thể môn nhân hiếu nguyên trong gia đình Phật tử bà Chánh Ngọc, sư cô cùng toàn thể Phật tử tịnh xá Ngọc Nguyên, Ngọc Trung vừa hay sinh Phật tử Chánh Ngọc, nhũ danh là bà Nguyễn Thị Diêm, hưởng thọ 88 tuổi. Lâm chung vào lúc 3:30 ngày 26 tháng 8 năm Bính Tức, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, sư cô xin thành tâm bày tỏ đôi lời phân ưu cùng trong tam nguyên. Đứng trước linh cữu của bà Chánh Ngọc, sư cô thiết tưởng không ai khỏi tuôn trâu lệ sầu. Hỡi ơi, một phẩm từ bi vừa phước vàng, muôn người kính mến lệ trào tuôn, gạt lòng cố ném sầu bi. Trăm năm cõi Phật nguyện người tiêu diêu, tuy vẫn biết trăm năm trong cõi mộng, nghĩ mà thương thân người như mây tụ rồi tan. Nghĩ mà thương mà nhớ, đến xót xa lòng trước cảnh chia ly đường tử biệt. Đoạn triều lòng phải một lần tê tái bi sầu, vì đã mất đi một Phật tử hiền lành mẫu mực. Đời sống rất thanh bần đơn giản, nhưng đạo tâm đạo hạnh to lớn vô biên. Hương thơm đức hạnh của bà Chánh Ngọc lan tỏa khắp cõi trần gian. Bà Chánh Ngọc ơi, nhớ thở qua niên nghĩ lại mà thương mà quý mến vô cùng, hy sinh tấm thân dạy dầu sương nắng tạo tầng, mua bán từng miếng đậu hũ, từng trái hũ que, từng chén bì để có được đồng tiền, bát cơm nuôi đàn con thơ học hành, đến thành đạt viên mãn. Ngoài ra bà Chánh Ngọc còn chắc chiêu dành dụm đồng ngân để cúng dường tam bảo. Tuy thân xác rất cực khổ, nhưng đường tu rất thanh cao, thường xuyên đến tịnh xá, trên môi luôn nở nụ cười di lạc rất quan hệ. Tâm hồn đượm chất từ bi, dạt vào lòng khoan dung và độ lượng, yêu thương người nghèo khổ hăng say, làm công tác từ thiện, luôn dung bồi mảnh đất tâm linh, tuệ giác từng khai, bừng khai trổ cành vô ngã, kết hoa chân thường,
Hơn thế nữa, bà luôn hướng tâm thanh tịnh đến các đạo tràng, không phân biệt là chùa hay tịnh xá, dạo gót thiền môn khắp đó đây để góp công, góp sức, góp của. Trang nghiêm đạo tràng là bà đã mãn nguyện. Ôi quý kính vô cùng, nhớ thương không nguôi. Tuy thân xác nay đà phước bóng, nhưng tâm Bồ Đề in dấu khắp muôn phương. Thở qua niên tâm lành hướng thiện, dứt nghiệp trần lưu lại tiếng thơm. 88 tuổi mãn duyên rồi, đạo đức trao dồi nghĩa tiết trung. Nuôi con nên dốc từng phần phai từng tạo, dạy con thơ chỉ hướng thanh cao. Con đường tịnh nghiệp bước vào, Tây phương là quốc cùng nhau đăng trình. Tâm thành chí nguyện thiết tha, đài sen thất bảo Di Đà rước sang. Ý thiện qua tiên chợt nảy trời, vĩnh viễn ra đi tình rạng trôi. Muôn nhớ ngàn thương bụi tiễn đưa, cánh hạt tiêu diêu miền Phật quốc. Nay người con Phật chẳng mồ côi, tình thương lai lan cõi dương trần. Bà Chánh Ngọc ơi, bà Chánh Ngọc ơi, giấc mộng trần gian sực tỉnh rồi, công đức trần gian thành phước lực. Nguyện cầu Chánh Ngọc vui chốn liên đài, Nam Mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nam Mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nam Mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Toàn thể chư tôn đức tăng ni và nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi lễ Di Quang vào giờ này, xin mời Phật tử Phước Ngọc thay mặt trong tăng gia hiếu quyến để dâng lên đôi lời cảm tạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Na kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng quý bà con thân bằng quyến thuộc gần xa quý mến, kính thưa chư liệt vị, gia đình chúng con vô cùng xúc động trước mối đạo tình mà chư tôn đức đã ưu ái dành cho môn nhân hiếu quyến của chúng con trong những ngày tang lễ qua. Chư tôn đức chẳng quản ngại đường xa, tuổi già sức kém Phật sự đa đơn, quý ngài vì hạnh nguyện lời tha, quan lâm đến tư gia của chúng con, vận tâm thù hận, phúng tụng kinh chú, nhất tâm cầu nguyện cho mẹ chúng con hoặc là cụ bà Nguyễn Thị Nghiêm hưởng thọ 88 tuổi, pháp danh Chánh Ngọc, lâm chung ngày 26 tháng 8 năm Bính Tuất, sớm được tiêu diêu nơi miền tịnh độ. Trong khi cử hành tang lễ, gia đình chúng con không sao tránh khỏi sự sơ sót, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi quan hệ cho. Chúng con thành kính cảm niệm công đức của chư tôn đức, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ quý ngài, pháp thể khinh an, cổ trụ ta bà hoành dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Đồng thời gia đình chúng con xin gửi lời tri ân sâu xa đến chính quyền địa phương đã cho phép và giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt. Xin cảm niệm ân đức của bà con thân bằng quý thuộc và gia đình chúng tôi xin tri ân của toàn thể quý Phật tử. Trong mấy ngày qua, quý vị đã chung sức chung lòng giúp đỡ cho tang lễ của mẹ của bà chúng con được viên mãn. Kính chúc toàn thể quý vị niềm tin kiên cố, giới hạnh trang nghiêm,
từ tâm bố thí, chánh niệm tu thiền và an trú trong chánh pháp. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha. Gia đình thành tâm đảnh lễ Tam Bảo ba lễ. Mời toàn thể đứng lên xá ba xá. Xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quan hỷ tiến ra phía trước và mời bái tăng các và cử hành lễ di quan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Phần này vết mực nào